chùa An Biên, người dân thường gọi là chùa Vẹn. Chùa tọa lạc trên nền đất của nhà hát trung tâm thành phố Hải Phòng, nhà hát lớn, là một trong bốn thánh tích cổ nhất và sớm nhất của trang An Biên xưa, nay là thành phố Hải Phòng. Quần thể di tích này bao gồm chùa An Biên, chùa Vẹn, đình An Biên, đền Nghè, trải qua bao thăng trầm biến thiên của lịch sử. Năm 1900, chùa được di dời xuống khu vực Trại Cao, nay là phố Tô Hiệu, phường Trại Cao, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Chùa An Biên hiện nay do Thượng tọa Thích Tục Bách, Ủy viên Ban trị sự kiêm trưởng Ban tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hải Phòng, trụ trì. Sư tổ Phúc Nguyên tự hanh thông chùa Phúc Lâm, tổ đình Dư Hàng, cùng đệ tử là Cố Hòa Thượng Sơ Hưng tự Nguyên Thiều làm đốc công kiến thiết xây dựng. Sau đó, Ngài giao lại cho đệ tử là Cố Hòa Thượng Thích Quảng Bộ. Đến năm 1954, Hòa Thượng Thích Nguyên Thước khởi công trùng tu, tôn tạo lại cho thêm phần trang nghiêm, rộng lớn. Kế thừa sự nghiệp Hoằng Pháp, tiếp dẫn hậu sinh, Hòa Thượng Thích Nguyên Đường làm ngôi trụ trì. Đến năm 1960 thì Hòa Thượng Viên Tịch, sau này Thượng tọa Thích Tục Bách đã về trụ trì và kiến thiết xây dựng lại ngôi chùa được khang trang, tố hảo như ngày hôm nay. Chùa còn là điểm nhấn trong quần thể khu du lịch văn hóa tâm linh của trang An Biên xưa, thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
chùa An Biên, người dân thường gọi là chùa Vẹn. Chùa tọa lạc trên nền đất của nhà hát trung tâm thành phố Hải Phòng, nhà hát lớn, là một trong bốn thánh tích cổ nhất và sớm nhất của trang An Biên xưa, nay là thành phố Hải Phòng. Quần thể di tích này bao gồm chùa An Biên, chùa Vẹn, đình An Biên, đền Nghè. Trải qua bao thăng trầm biến thiên của lịch sử, năm 1900, chùa được di rời xuống khu vực Trại Cao, nay là phố Tô Hiệu, phường Trại Cao, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Chùa An Biên hiện nay do Thượng tọa Thích Tục Bách, Ủy viên Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hải Phòng, trụ trì. Sư Tổ Phúc Nguyên tự hanh thông chùa Phúc Lâm, Tổ Đình Dư Hàng cùng đệ tử là Cố Hòa Thượng Sơ Hưng tự Nguyên Thiều làm đốc công kiến thiết xây dựng. Sau đó, Ngài giao lại cho đệ tử là Cố Hòa Thượng Thích Quảng Bộ. Đến năm 1954, Hòa Thượng Thích Nguyên Thước khởi công trùng tu, tôn tạo lại cho thêm phần trang nghiêm, rộng lớn. Kế thừa sự nghiệp Hoàng Pháp, tiếp dẫn hậu sinh, Hòa Thượng Thích Nguyên Đường làm ngôi trụ trì. Đến năm 1960 thì Hòa Thượng Viên Tịch, sau này Thượng tọa Thích Tục Bách đã về trụ trì và kiến thiết xây dựng lại ngôi chùa được khang trang, tố hảo như ngày hôm nay. Chùa còn là điểm nhấn trong quần thể khu du lịch văn hóa tâm linh của trang An Biên xưa, thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.